Táo quần Karin hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Phụ nữ lớn tuổi thường gặp phải tình trạng tiểu không kiểm soát. Tình trạng này không chỉ làm suy giảm sức khỏe mà còn gây ảnh hưởng chất lượng cuộc sống của người bệnh. Bà bụng giờ khổ tâm lắm, 3 ngày là tiểu rất là nhiều, cười lớn cũng bị xón tiểu, thở kiêng đồ nặng, ách xì ho cũng bị xón tiểu, còn ban đêm tiểu 3-4 lần nó khổ ghê. Thưa bác sĩ, tình trạng tiểu không kiểm soát sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe của phụ nữ lớn tuổi ạ? Cái tình trạng tiểu không kiểm soát nó sẽ làm tăng cái nguy cơ viêm nhiễm đường tiết niệu, rối loạn giấc ngủ nè, nguy cơ là té ngã. Vậy nguyên nhân do đâu phụ nữ lớn tuổi hay gặp tình trạng tiểu không kiểm soát? Làm thế nào để điều trị tình trạng này, cũng như đâu là giải pháp hữu ích giúp người bệnh có thể hạn chế được những phiền toái do tình trạng tiểu không kiểm soát mang lại? Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bác sĩ gia đình với chủ đề Tiểu không kiểm soát ở phụ nữ lớn tuổi phải làm sao, phát sóng lúc 12:50 Chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.